người bạn tốt. Trong đó có 200 đô, đủ cho em ngày mai đi làm, đón xe ăn cơm tối rồi nha. Cảm ơn anh hai. Nhưng mà anh hai à, hả? Có nhiều chỗ không thể dùng thẻ này đâu. Cho em thêm mấy trăm bỏ túi nha. Ba à, ba đừng có nghĩ đứng bên đó thì thầm thầm con không nghe được. Ba cứ lén lén đưa tiền cho chú như vậy, coi chừng hả, chú ỷ lại vào ba luôn đó nha. Chú của con chỉ là cần gấp để giúp người thôi mà. Cho bạn bè mượn hết tiền rồi, cho nên bây giờ trên người không có tiền thôi. Không lẽ vậy mà con khó chịu sao? Ba, thật ra con cũng có tình nghĩa lắm. Nếu bạn của con cũng cần tiền gấp rút, con cho nó mượn hết tiền lương thì có phải không cần đưa tiền phụ nhà không? Ba, đừng có trả lời. Mấy câu hỏi khó khăn này trả lời kiểu gì cũng chết thôi. Nếu ông nói là có sao thì như là tát ông chú một cái. Nếu ông chú không nên cho bạn mượn hết tiền. Nếu ba nói là không sao thì chị ba sẽ mượn cớ để chậm trễ, thậm chí là không phụ tiền nhà. Mai là ba chưa có trả lời. Con cũng học chú thôi mà. Anh hai à, thực ra thì em cũng không cần tiền dùng để phòng thân. Em trả lại cho anh nè. Vậy ngày mai em đi làm rồi sao? Anh chở em đi luôn thì được rồi. Ê chú ơi, ngày mai tụi con là xe đi suốt đó, chỉ dừng lại ở hai trạm là nhà với công ty. Giữa đường không có dừng trạm nào đâu, càng không có cố tình dòng được khác. Được rồi mà Thủy. Ngày mai chú sẽ đi làm ở công ty của con. Wow, chú đừng gì muốn đi nhờ mà ở đó nói dốc chứ. Tuần sang có mời phỏng vấn ông Long, ông chủ của con. Chú tới chụp hình thôi. À đúng rồi, trước đó con thường năn nỉ Phong trước mặt ba nó nói tốt cho con mà. Ngày mai chú gặp ông Long lớn, nếu như mà con chịu cho chú đi nhờ đó hả, trước mặt ổng chú sẽ nói tốt cho con ha. Chú đừng có làm vậy mà, con xin chú đó. Chú lo làm việc của chú thôi. Trước mặt mấy đồng nghiệp tuyệt đối đừng có nói là biết con. Đụng mặt cũng đừng chào hỏi nha, chú nhớ chưa? Cái gì vậy? Chú của con làm con mất mặt lắm sao? Có cần đăng báo nói cắt đứt quan hệ luôn hay không chứ? Ba không hiểu đâu, chú là trùm xui xẻo. Nếu chú đắc tội với đồng nghiệp của con, nhiều nhất thì con mất đi mấy người bạn. Nếu chú đắc tội với sếp lớn thì con mất việc luôn đó. Alo, cậu còn đang chạy à? Anh Nhân à, sao đây? Chỗ này chắc còn kẹt lâu lắm. Vậy à? Vậy để tôi nghĩ cách kéo dài thời gian thôi. Nè, hay là tôi chụp hình cho ông Long trước nha. Vậy cảm ơn nhiều nha anh Nhân. Không cần cảm ơn, lát nữa mời tôi ăn cơm đi. Vậy đi nha. Ông Long, đột nhiên có chuyện cần giải quyết, phiền anh đợi thêm một chút nữa. Cảm ơn. Cô cho hỏi, ở đây có mấy thứ như là bánh bông lan, bánh quy hay là sandwich gì không? Cho tôi ăn lót dạ một chút đi. Anh cần chút bánh quy hả? Chắc là có. Đúng rồi. Cảm ơn nhiều nha, cô thư ký, cảm ơn. Tôi đã kêu không làm rồi, sao lại bắt tôi nhận vậy? Cậu có làm hay không, không có quan trọng. Quan trọng nhất là một lát cậu phải cười. Để anh rể của tôi, ba của con nguôi giận, những chuyện sau đó để cho tôi giải quyết hết giùm cậu. Hay là cậu nói với ba con là con không khỏe, đi khám bác sĩ rồi đi. Khám bác sĩ cái gì chứ? Cậu đó là thái tử nghe chưa? Gặp chuyện rút lui, sao mà được? Fisiteria, ông Long đang ở trong đợi hai người. Nghe thấy chưa? Đang đợi cậu đó, còn chưa vô trong. Ba của cậu càng giận thêm đó. Đi thôi. Con khỏi con đang làm cái gì? Bây giờ người ta đòi 200 ngàn lận đó. Nếu không sẽ công khai mấy tấm hình này ra bên ngoài. Nó còn lợi dụng con gái uống say rồi cưỡng hiếp người ta. Con không có làm mà. Vậy sao lại có người chụp được mấy tấm hình này? Con đúng là có đụng cổ nhưng mà chưa làm gì hết. Con đúng là có nhiều cổ nhưng mà cổ đâu có sai đâu ba. Con có biết mình đang nói gì hay không vậy? Tức là đóng phim đó. Đạo diễn này con biết trên mạng, ông biết là con thích đóng phim, nói khí chất của con rất hợp với nam chính của ổng, nên mới mời con thử vai. Thử vai một đứa con phá của, vừa thông minh vừa có chút ngu đần, vừa thích giúp người lại vừa có chút dê sờm nữa, nên mới có mấy tấm hình này thôi à. Mấy lời nói dối này con nghĩ bà có tin được không? Thật mà ba. Anh rể à, thanh niên trai tráng có đứa nào không xung sức đâu. Ai cũng có mấy bà vợ mà đúng không? Ý của em là cho dù Terry nó phong lưu tới đâu thì cũng là nhờ được di truyền từ anh ra thôi mà. Sao không thấy nó di truyền sự thông minh của tôi cho nó quản lý đoàn du lịch? Nó chỉ biết đi chơi với đám nhân viên, kinh doanh còn tệ hơn lúc dịch sát. Terry à, bà không dám mong con giỏi giang như chị của con hay là lãnh lợi được như anh của con, nhưng mà con cũng đừng gây ra mấy chuyện rắc rối như vậy để cho bà giải quyết thì chứ. Đâu ai nói bà giải quyết đâu, bà bị người ta bắt chẹt có thể báo cảnh sát được mà. Sai mà không sửa, vậy mà không nghe, suốt ngày chỉ mơ làm ngôi sao. Con còn nói kêu nó về giúp tôi chứ làm tôi tức chết mà thôi. Cho nó ở bên cạnh anh, mỗi ngày anh có thể coi chừng nó, nó không thể làm gì hư được nữa đâu. Vậy đi, phía bên miệng em ra một nửa cho được không? Tất nhiên là không rồi. Một cắt hai người cũng đừng đưa nha. Đưa rồi tức là người sai là con rồi, còn gì. Cái thằng này, người ta lấy hình đó uy hiếp con, con ngồi tù bất kỳ lúc nào đó. Ngồi tù thì ngồi tù đi,
còn hơn là những người thân nhất trong nhà cũng không tin tưởng con. Xin lỗi. Để tôi giúp cậu. Nè Terry, đi đâu vậy? Nè, còn một tấm nè. Nè, anh sao rồi? Chụp hình chưa? Chưa nữa. Hai vị, ông Long nói có thể phỏng vấn được rồi. Mời hai vị ngồi. Thật là xin lỗi để hai người phải chờ lâu. Anh đồng nghiệp này tôi nhìn thấy quen lắm nha. Phải rồi, ảnh là phóng viên ảnh của chúng tôi. Nhưng mà trước đây hình như tôi chưa đưa ảnh lên đây mà. Hả? Tôi và ông Long đã từng gặp nhau ở bên ngoài. Ông Long, đây là danh thiếp của tôi. Tôi là Hùng Thụ Nhân. Bánh đậu đỏ đường vàng đó, ông muốn ăn vậy tôi tặng cho ông đó. Cái bánh và tấm hình tôi đều mua lại. Đây là danh thiếp của tôi, anh cứ tới công ty tôi lấy tiền. Hèn chi, thì ra là chủ nợ tới thăm. Tôi thiếu anh bao nhiêu? Ông Long, không phải tôi tới đòi nợ đâu. Có bao nhiêu đâu chứ, đừng tính nữa. Đâu có được. Nếu anh thấy không có bao nhiêu, anh hãy tự điền con số mà mình muốn. Coi như tôi cảm ơn anh vậy. Ông không sợ tôi sẽ điền con số cực lớn vào sau? Nếu như anh tham tiền, lần trước đâu có rộng rãi với tôi như vậy. Được thôi. Ông Long, vậy phiền ông ghi cho tôi 204.5 đô đi. Hả? 200 đô chính là phí mà tôi chụp hình cho khách. Còn cái bánh của bà cụ là 4.5 đô. Con người anh cũng thật thà quá đó. Anh tên là Hùng Thụ Nhân phải không? Đúng rồi. Sao anh yêu cầu con số nhỏ xíu vậy? Ông Long là nhân vật lớn, anh yêu cầu mấy ngàn cũng được mà. Ông Long, tin tưởng tôi như vậy, tôi đâu thể nào vì mấy ngàn đó mà làm cho ông ấy thất vọng được chứ. Cảm ơn ông Long. Anh hai, trả lại tiền cho anh nè. Nè, 200 đô là tiền thẻ Octobot, 4,5 đô em tặng cho anh luôn. Hay quá ha. Vậy là anh lời quá rồi. Tất nhiên rồi. Ủa, chú ơi, sao chú lại có chi phiếu của ông chủ con vậy hả? À, chú chụp hình cho ổng, ổng cho lì xì chú đúng không? Cho lì xì sao mà cho 204.5 vậy sao? Thì có thể mang ý nghĩa may mắn 24EC đó. Tụi con đừng có đoán nữa. Số tiền này là ông chủ của con, ông Long trả lại cho chú đó. Mắc cười quá. Ông chủ của con nhiều tiền như vậy, sao mà thiếu tiền chú được lại nói dốc? Chú đâu có nói dốc đâu, là trùng hợp mà thôi. Nè, bữa đó đúng lúc chú đang ở bờ biển chụp hình cho du khách, thì đúng lúc đó gặp ông chủ của con. Chú thấy ổng không được vui nên giúp ổng chụp một tấm hình, còn mời ổng ăn bánh đậu đỏ đường vàng nữa chứ. Đúng lúc đó ổng tính trả tiền cho chú, mới phát hiện ổng quên mang bóp tiền. Hôm nay ổng nhớ ra rồi thì cố tình viết tấm chi phiếu này cho em đó hả? Đúng rồi. Anh hai à, ổng còn kêu em tự viết số tiền lên đó nữa chứ. Không phải chứ chú, sao chú không viết thêm mấy số không vào? Phải đó, ba tôi không có gì nhiều, chỉ có tiền nhiều, 80.000, 100.000 có gì đâu chứ. Sao không ghi nhiều một chút? 100.000 ăn cái bánh đậu đỏ, ba anh chịu trả thật hả? Với mấy người 100.000 có thể nói là nhiều, nhưng mà với ổng thì á xì một cái là hết rồi. Ổng thích nhất là dùng tiền mua người, đối với ai cũng vậy thôi đó. Nhưng mà trong ấn tượng của tôi, ổng không thích ăn bánh đậu đỏ đường vàng lắm đâu. Em còn nhớ ổng nói là ổng không thích ăn cho lắm, ổng có một người thân thích ăn thôi. Nên em nghĩ là lúc đó ổng muốn ăn như vậy, có thể là đang nhớ về người thân đã mất đó. Người thân mà ông chú nói có phải là anh không vậy? Sao là tôi được chứ? Lúc tôi còn sống sờ sờ đó, ông không nhìn tới. Bây giờ tôi đi rồi, chắc là ông yên tâm lắm. Sao còn nhớ tới tôi làm chi? Cũng đừng nói như vậy. Có câu, ai lại biết trân trọng những thứ mình đang có. Buồn ngủ quá, tôi đi trước nha. Thái độ gì đây? Cái này chính là ma mới trả lời chị đó. Đi rồi, đừng có giỡn nữa. Lát nữa ba phải giặt đồ. Ai có đồ giặt đem ra cho ba nghe. Đồ giặt con giặt hết rồi. Em cũng không. Con chưa nghe qua chú có đồ để giặt bao giờ nữa. Thì đồ của chú còn chưa có mùi thì giặt làm cái gì? Nói gì thì nói, cái áo này bắt đầu có mùi. Đưa đây, mai anh em ra tìm giặt ủi giặt sạch cho em. Cảm ơn anh hai. Trong này có đồ nè. Vậy hả? Có tấm hình. Long mini. Cái gì mà long mini? Người đàn ông trong hình nè. Nè, con trai ruột của ông chủ con, Long Cảm Quy, tên là Long Lực Dương, Terry đó. Chú ba, chú không biết anh ta, sao lại có tấm hình của ảnh? Tấm hình này chú nhặt được thôi. Ê, khoan đã, con trai của Long Cẩm Quy tức là
anh em với thằng Phong rồi. Ừ. Đúng rồi. Vì sao lại gọi là Long Mini chứ? Bởi vì công ty của dì có ông Long lớn, ông Long nhỏ, Long tiểu thư, quá trời con rồng, cho nên mới đặt tên này cho dễ phân biệt. Nhưng cũng không giải thích được tại sao anh ta cao lớn tới như vậy, sao lại gọi là Long Mini? Đó là vì cái chỗ mini của anh ta giống y như con vậy. Hả? Dì đang nói chỗ nào? Não đó. Anh ta hả, sáng nay lại mới cãi nhau sùm với ông chủ lớn nữa. Đúng rồi, chú ba, cả buổi sáng nay chú ở phòng làm việc của sếp con, có nghe ngóng được gì không? Lúc đó hả, chú nhìn thấy anh ta xông ra từ phòng làm việc của ông Long, không cẩn thận đụng trúng chú, tấm hình bị rớt xuống đất. Chú chỉ biết có vậy thôi. Bí mật đã được giải. Vì lại nổ máu thám tử nữa hả? Rất có thể có liên quan tới tống tiền. Tống tiền? Ừ. Có thể anh ta nhân lúc cô gái uống say đã làm những chuyện bậy bạ, rồi sơ ý để người ta chụp được. Vậy thì gây cứng quá. Rõ ràng là anh ta bị đổ quan mà. Thiếu gia, lần sau xuất hiện có thể báo trước một tiếng không? Ông anh vô dụng này của tôi không bao giờ dám làm mấy chuyện bỉ ổi này đâu. Tấm hình chụp rõ như vậy nhất định là có người ta hại ảnh đó. Sao anh tin anh của anh vậy? Tình cảm hai người tốt lắm hả? Đừng giỡn nữa. Chúng tôi chỉ là trùng hợp mang họ Long, cho nên quen biết chút chút với anh ta thôi. Thì ra anh chính là người tống tiền tôi. Anh muốn sao đây? Tôi không muốn tới tống tiền anh đâu. Hôm qua trước cửa văn phòng của ba anh làm rớt tấm hình, tôi lượm được cho nên là mang tới trả cho anh thôi. Tôi với anh không quen không biết, sao anh tốt vậy chứ? À, anh nhất định là đồng bọn của họ, giả bộ qua là bạn với tôi, để coi tôi có báo cảnh sát không chứ gì. Nè nhóc con à, tôi nghĩ là anh hiểu lầm thiệt rồi đó nha. Mấy chiêu trò bị ổi này tôi thấy trên phim hoài à. Nè, cho dù tôi là người xấu thì có ngu tới mức lấy tấm hình giả ra tống tiền anh hay không hả? Chuyện cần làm thì tôi đã làm rồi, tôi đi trước đây. Nè, tôi nói với mọi người chuyện này là giả mà không có ai tin hết. Sao vừa nhìn anh đã biết nó là giả vậy? Trong môi trường tối tăm tới như vậy mà muốn chụp ra tấm hình có nét rõ từng chi tiết tới như vậy, chắc chắn là phải có người phụ trách cầm đèn chiếu sáng rồi. Người ngoại nghề có thể không nhận ra tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà. Sao mà có thể không nhận ra được chứ? Hôm đó có cả đội đứng cầm đèn chiếu sáng, sao tôi lại không biết giải thích với ba vậy chứ? Bây giờ đi giải thích vẫn còn kịp mà. Lần này thực sự anh đã giúp tôi một chuyện rất lớn đó, tôi cảm ơn anh rất nhiều nha. Nếu như mà anh thực sự muốn cảm ơn tôi thì có thể mời tôi đi ăn một bữa sáng đó. Nếu anh chịu giúp tôi thêm một việc nữa thì tôi sẽ mời anh ăn một bữa thịnh soạn luôn. Ông Long, dưới cái nhìn chuyên nghiệp của tôi, tấm hình này chắc chắn không phải là chụp lén tức thời, mà là chụp có chiếu sáng và sắp xếp từ trước. Nhưng tại sao anh lại làm chứng cho Terry? Hai người có quen nhau từ trước à? Trời, ba, sao ba lại hỏi người ta như vậy? Chắc ba nghĩ là con thâm đồng với người ngoài gạt ba hả? Hôm qua lên đây thì la làng la xóm, hôm nay đến lật lại thì có chứng cứ rõ ràng. Ba nghi ngờ hai người lén hợp tác với nhau cũng là hợp lý. Nè ông Long à, ông không tin tôi thì cũng không sao hết. Ông có thể tự kiếm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà ông tin tưởng để mà kiểm tra lại xem. Nhưng mà tôi chắc chắn những gì mà họ nói cũng sẽ giống y như lời của tôi mà thôi. Terry, xin lỗi nha, tôi giúp anh hết sức rồi đó, tôi về trước đây. Khoan đã, tôi không có nói là không tin, chỉ là trước giờ tôi làm việc gì cũng cẩn thận. Tôi thật không hiểu tại sao đứa con này lại không giống tôi chút nào. Ba nói vậy tức là ba tin con bị người ta gạt hả? Không phải ba tin con, là ba tin ảnh không có gạt ba thôi. Thôi sao cũng được, miễn ba biết con trong sạch là được rồi. Trong sạch nhưng ngu ngốc cũng vô dụng. Chút xíu nữa, mang tờ chi phiếu này đi nộp vào tài khoản của người tống tiền con cho bà. Ba biết con không có làm, sao con đưa tiền cho người ta? Bà tin con thì có ích gì, đám người đó không nhận được tiền nhất định sẽ đem tấm hình đó đăng lên trên báo. 200.000 này coi như thua trận đua ngựa. Ba, con thề từ nay con sẽ không bị người ta gạt nữa đâu. Chờ đã, tôi biết là gia đình của ông rất giàu có, nhưng mà hai người bị gạt như vậy, bị vu khống, ông không giận hả? Không lẽ anh có cách tốt hơn sao? Tôi nghĩ thay vì cho tiền, đám người đó dễ dàng như vậy, lại còn mang tức trong người mà không biết là có để lại hậu quả hay không, thì ông hãy đưa tiền đó cho tôi, tôi kiếm người giải quyết chuyện này cho ông. Anh yêu, đây là viên gì vậy? Ăn vào thấy tỉnh hẳn luôn. Như lúc nãy em vừa ăn, chính là sản phẩm mới, kẹo chanh chua nổ tung đó. Đúng vậy, có kẹo chanh chua nổ tung bên mình sẽ không sai xỉn loạn choạn nữa. Kẹo chanh chua nổ tung sẽ được bày bán tại tiệm tạp hóa Quy Long và các siêu thị lớn.
Mọi người hãy nhớ, kẹo chanh chua nổ tung mới là người bạn tốt của chúng ta. Sau khi đoạn clip được tung lên, lượt xem trong ngày đã tăng hơn 600.000 đó. Đơn đặt hàng kẹo chanh chua nổ tung mà chúng ta độc quyền đại lý đã tăng gấp mười mấy lần so với tháng trước luôn đó. Wow. Vậy cũng tốt. Hay vậy sao? Không muốn công chúng ta cực khổ. Nên cô David nói là bữa tiệc ăn mừng hôm nay, cô sẽ trả tiền. Cho hỏi có phải là tầm bảo đồ không? Đoàn tới. Yeah. Ăn mừng thôi. Ăn thôi. À, thật ra đoạn quảng cáo kỳ này thành công được như vậy, chúng ta phải cảm ơn cô Mary. Cảm ơn cô Mary. Sao cô tìm được Kissy bên phòng luật pháp giúp chúng ta quay quảng cáo vậy? Không phải tôi tìm đâu, là Terry tự tìm đó. Tôi cũng không hiểu tại sao sau khi mọi người xem đoạn quảng cáo lại chuyển qua thích ăn kẹo chanh như vậy. Chú Báo ơi, trào lưu là như vậy đó. Thứ gì càng quái lạ thì càng có nhiều người thích mà thôi. Nhưng loại kẹo đó cũng có công hiệu thiệt, nên lúc nào tôi cũng mang theo tới 1-2 gói ở bên mình hết. Trước giờ anh đâu có uống bia đâu. Anh là sợ khi họp với cô David bị ngủ gật thôi. Ê, tôi có ý này hay lắm nha. Nè, nếu đoạn quảng cáo này đã thành công tới vậy, chúng ta nên tìm lại đạo diễn và cậu Terry đó đóng quảng cáo cho chúng ta nha. Quảng cáo cho những sản phẩm khác nữa. Ê, mọi người thấy sao? Sao vậy? Tôi nói sai hả? Đóng thêm quảng cáo cho những sản phẩm khác thì ok, nhưng đừng có tìm Terry nữa. Tại sao vậy? Tới giờ mà cô còn chưa biết hả? Terry chính là cậu ba của chúng ta đó. Tức là em trai của Matt đó hả? Hey, chính xác mà nói thì là con trai của vợ cả với ông chủ. Tại vì anh Long nhỏ ra đời sớm hơn ảnh, cho nên dù ảnh là con của vợ cả cũng gọi là cậu ba. Thật ra cậu hai với cậu ba cùng sinh vào một ngày đó. Chuyện kể là năm đó bảo cấp chú Báo, trọng điểm đi làm ơn. Trên hồ, ok. Hôm đó thì trời mưa to gió lớn, sấm sét ì đùng. Cả hai bà Long đều đang ở trong phòng chờ sinh. Ai cũng mong là con mình có thể sớm chào đời, có vậy mới được làm cậu hai nhà họ Long. Nhưng Terry kém may mắn hơn. Bất kể má cô ấy cố gắng hết sức như thế nào thì cô ấy cũng ra đời trễ hơn con của bà hai tới 2 phút đồng hồ lẫn luôn đó. Ok, tôi hiểu nội dung câu chuyện rồi. Nhưng mà liên quan gì tới chuyện tôi kiếm anh đóng quảng cáo đâu? Tất nhiên là liên quan rồi. Đã nói với cô là con của vợ chính thức sinh mà. Tức là ảnh có cơ hội kế thừa toàn bộ gì làm ăn của ông Long trong tương lai đó. Phải. Vậy tức nghĩa là ảnh có cơ hội sẽ trở thành ông chủ của chúng ta trong tương lai. Nhưng cả công ty ai cũng biết Terry muốn làm ngôi sao hết đó. Còn ông chủ thì vô cùng phản đối việc ảnh muốn đóng phim. Ảnh không được coi trọng nên ông chủ mới điều ảnh đi quản một bộ phận du lịch, nên mới không thường xuất hiện ở đây. Phải đó. Vậy nên nếu cô có ý muốn tìm ảnh quay quảng cáo thì ảnh sẽ rất vui. Nhưng mà cô có thể đắc tội với ông Đại Long đó. Nè nè nè, nhưng mà sao cô lại dám kiếm ảnh quay quảng cáo chứ? Bí mật quân sự không nói ra được. Hả? Cô không nghe lời nhắc nhở của tôi cũng hết cách thôi. Nếu cô nhất quyết tìm ảnh quay thì hậu quả từ cô gánh chịu. Bạn tốt của chúng ta. Thật không ngờ anh lên hình lại nhìn đẹp trai như vậy rồi. Anh rể, vậy Terry tất nhiên em phải cố gắng hết sức rồi. Nhưng không ngờ anh rể lại có kế hay tới vậy. Đoạn clip quảng cáo này vừa được tung ra, đám người đó dù có đăng đóng hình lên mạng, mọi người cho là cắt từ clip ra, cũng từ đó sang dịp quảng cáo cho sản phẩm công ty của chúng ta luôn. Anh rể, chiêu này rất là hay đó. Thì ra sức mạnh của quảng cáo trên mạng lại lớn tới như vậy. Cô David bên tầm bảo đồ nói với tôi, loại kẹo chanh đó bán được tới mức về hàng không kịp luôn. Ba, nếu hiệu quả như vậy, hãy để con quay thêm vài quảng cáo cho công ty được không? Lần này là bất đắc dĩ nên mới cho con làm như vậy, sẽ không có lần sau đâu. Ba... Terry, nghe lời của ba con đi. Đóng phim không có tương lai đâu. Hãy con nhân cơ hội lần này chuyển về lại công ty, theo ba con học cách làm ăn đi. Sau này là cha truyền con nối, nghe quá được luôn đó. Chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này được không? Cho nó quản bộ phận du lịch thôi, cũng không làm linh hồn. Về trong tập đoàn, mất công làm nhiều sai nhiều. Anh rể, anh đâu thể nói vậy được chứ. Chỉ cần anh trông chừng Terry, nó sẽ không bị người ta dụ. Nếu bây giờ anh lại quăng nó ra bên ngoài như vậy á, sau này không biết sẽ lại gặp trúng thể loại người nào nữa. Với tư chất của nó thì có thể làm trong bộ phận nào được chứ. Hay là vậy đi, anh chuyển nó về phòng tài vụ theo Linda làm việc, có gì hay trong chừng nó sẽ không làm sai đấy đâu. Học cách quản lý tài chính cũng tốt. Vậy Terry à, con có muốn học hay không? Con không. Con không có ý kiến. Nếu như ba muốn con đi làm thì đối với con làm ở đâu cũng vậy thôi. Nè, con cười lên cái coi. Con có biết cậu nói muốn hết nước miếng thì bà con mới chuyển con về lại không? Sau này con phải tích cực thể hiện bản thân để bà con có cái nhìn khác về con, có biết chưa? Sao cậu không để cho con làm bên bộ phận du lịch chứ? Má con là vợ cả, con là thái tử,
Tất nhiên là con phải về thừa kế giang sơn của ba con rồi. Không lẽ con tính mang cả giang sơn này dâng tận tay thằng nhóc Long Lực Sĩ hả? Con đâu có muốn làm thái tử đâu. Con chỉ muốn làm diễn viên thôi. Chuyện làm ăn của ba, ai thích thì cứ để cho người đó làm đi. Con đâu có muốn giành giật làm gì. Thật ra cậu muốn con về kế thừa tập đoàn này chỉ vì muốn con có thể nhanh chóng thực hiện ước mơ của mình thôi. Cậu nói xạo không à? Công ty nhiều việc như vậy, làm sao có thời gian đi đóng phim chứ? Cậu thử nghĩ coi, nếu con giàu có và quyền lực giống như ba của con, tới khi đó con muốn đầu tư bao nhiêu bộ phim để mình vào vai chính mà chẳng được. Thì ra kế hoạch của cậu là vậy hả? Làm con lúc nãy còn giận cậu ép con về đây nữa. Cậu không trách con đâu, nhưng mà lần này con nhất định phải nghe lời của cậu. Có vậy thì con mới có thể mau chóng thực hiện ước mơ của mình được. Dạ được, dạ được. Nhưng mà nếu sau này con đầu tư phim cho mình thì ai canh chừng công ty này đấy? Có cậu đây, có cậu giúp con trông chừng. Yên tâm đi. Cũng là cậu tốt với con nhất, cảm ơn cậu nha. Con biết cậu thương con là được rồi. Sau này con phải nghe lời của cậu đó biết chưa? Ông Long à, ông hẹn tôi ra đây chắc không đơn giản gì muốn mời tôi ăn bánh đậu đỏ cùng với ông đâu ha. Chuyện của Terry, tôi muốn đích thân cảm ơn anh đâu mà. Không cần khách sáo, nhưng mà nói thật nha, đoạn clip đó tôi vừa làm đạo diễn vừa làm quay phim, tôi cũng nhận của ông gần 20.000 mà. Chỉ 20.000 không dùng được lâu đâu. Ý, nghĩa là ông Long đây bị cắn rứt lương tâm, biết tôi tính tiền ông rẻ nên muốn cho tôi thêm tiền thưởng nữa phải không vậy? Không phải là tiền thưởng, là quà đó. Tôi tính sắp xếp cho anh một công việc dài hạn trong công ty, tiền lương cao, mà còn cho anh không gian tự do nữa. Tốt vậy sao? Cũng không hẳn là tốt đâu, vì tôi đang cần anh giúp đỡ.